Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Nga phá hủy 6 xuồng không người lái Ukraine trên Biển Đen. Ngày 17 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga đăng tải đoạn phim quay cảnh máy bay chiến đấu và tàu tuần tra Nga phá hủy 6 xuồng không người lái của Ukraine trên Biển Đen. Theo kênh Telegram của Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị thuộc hạm đội Biển Đen trong 24 giờ qua phá hủy 25 USV của Ukraine trên Biển Đen. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, các kênh Telegram quân sự Nga cùng ngày đăng ảnh một xuồng tự sát Ukraine bị vô hiệu hóa dạt vào ven biển bán đảo Crimea. Phương tiện này lắp tên lửa không đối không R-75 hoán cải để đối phó với trực thăng Nga, vốn là phương tiện chính trong tác chiến chống USV. Giới chuyên gia quân sự phương Tây cho biết Ukraine sở hữu lượng lớn tên lửa R-73 và mẫu cũ hơn là R-60, với đầu dò có thể phát hiện tốt tín hiệu nhiệt tỏa ra từ động cơ trực thăng Nga. Dù xác suất diệt mục tiêu không cao và tầm bắn giảm rõ rệt, tên lửa phòng không gắn trên xuồng tự sát khiến trực thăng Nga phải giữ khoảng cách, ảnh hưởng tới hiệu quả diệt mục tiêu của súng, tên lửa hoặc rocket trên máy bay, các chuyên gia nhận định. Hải quân Ukraine không còn chiến hạm cỡ lớn sau khi tự đánh đắm xoáy hạm Hetman Zahajdachny, vốn là hộ vệ hạm lớp đề án 1135 Burevestnik vào tháng 3 năm 2022 để tránh bị lọt vào tay Nga. Quân chủng này sau đó phải dùng tên lửa hành trình và USV để tấn công chiến hạm Nga. Các chiến dịch tập kích bằng xuồng tự sát liên tiếp nhắm vào hạm đội Biển Đen khiến Ukraine thành quốc gia đầu tiên triển khai hiệu quả chúng trong tác chiến hàng hải. Nga tổn thất 1.410 binh sĩ trong ngày. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng trong ngày 17 tháng 5, số cuộc giao tranh ở khu vực Kramatorsk, Pokrov, tỉnh Donetsk và sông Dnipro tăng lên. Tại tỉnh Kharkiv, lực lượng Ukraine tiếp tục tăng cường phòng thủ ở các khu vực biên giới và trinh sát đối phương. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, Nga ngày 17 tháng 5 tiến hành 15 cuộc tấn công bằng tên lửa và 70 cuộc không kích và 105 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt MLRS vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine cũng như các thành phố và làng mạc của Ukraine. Riêng tại Kharkiv, Nga thực hiện 15 đợt không kích bằng 18 quả bom dẫn đường trong ngày. Thị trưởng thành phố Kharkiv, ông Ihor Terekhov cho biết các cuộc tấn công của Nga vào Kharkiv hôm 17 tháng 5 làm 3 người thiệt mạng và 28 người bị thương. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine nói rằng Nga tổn thất 133 binh sĩ và 36 vũ khí tại Kharkiv và tình hình hiện nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng phòng vệ Ukraine. Tương tự, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Rustem Umerov cũng nói rằng tình hình ở tiền tuyến Kharkiv đã được kiểm soát. Tình hình khó khăn nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Chúng tôi đang ổn định tình hình nhưng vẫn cần thêm vũ khí, ông Umerov nói với đài CNN hôm 17 tháng 5. Theo ông Umerov, Nga đang pháo kích vào dân thường và các thành phố của Kharkiv gần biên giới Nga. Nga đang vượt biên giới, một cuộc tấn công khác đã bắt đầu và chúng tôi đang đẩy lùi họ. Chúng tôi đang sơ tán người dân để tránh các đợt pháo kích của Nga, ông Umerov nói thêm. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, Nga ngày qua tổn thất 1.410 binh sĩ trên tất cả mặt trận, đưa số thương vong của Nga tại chiến trường Ukraine từ đầu xung đột lên 489.870 người. Ông Putin nêu lý do Nga tấn công dồn dập Kharkiv. Ngày 17 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng lực lượng Nga không có ý định chiếm thành phố Kharkiv, tỉnh Kharkiv, Ukraine, nhưng vì các cuộc tấn công của Kiev nên Moscow phải tạo ra vùng đệm ở biên giới hai nước để bảo vệ lãnh thổ của Nga, theo đài RT. Ukraine đang bắn thẳng vào trung tâm thành phố, vào các khu dân cư ở khu vực biên giới, bao gồm tỉnh Belgorod. Tôi đã công khai nói rằng nếu điều này tiếp diễn, chúng tôi sẽ buộc phải tạo ra một vùng đệm an ninh, ông Putin nói khi đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc. Đó là những gì chúng tôi đang làm, không có kế hoạch nào về việc chiếm Kharkiv, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh. Ông Putin nói thêm rằng, những ngày gần đây, Nga đạt những thành tựu đáng kể ở Kharkiv. Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đến nay đã giành quyền kiểm soát 12 ngôi làng tại Kharkiv sau khi phát động cuộc tấn công vào phía bắc Kharkiv tuần trước. Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky và các quan chức quân sự Ukraine mô tả tình hình ở Kharkiv là cực kỳ khốc liệt. Ngày qua, Tổng thống Zelensky nói rằng các lực lượng Nga có thể đã tiến thêm 10 km tại một khu vực ở Kharkiv, mặc dù quân đội Ukraine đã ổn định tình hình. Ông Zelensky cũng hủy tất cả chuyến công du nước ngoài để đến thăm tiền tuyến Kharkiv. Về vùng đệm nằm giữa Nga với Ukraine, đây không phải là lần đầu ông Putin đề cập vấn đề này. Từ tháng 3, Tổng thống Putin đã tiết lộ kế hoạch xây dựng vùng đệm sau một cuộc tấn công của Ukraine vào Belgorod, khiến hàng chục người thiệt mạng cùng các vụ xâm nhập của các nhóm thân Ukraine vào biên giới Nga. Trong ngày 17 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga
bà Maria Zakharova cảnh báo Ukraine và các đồng minh phương Tây đang đùa với lửa khi phát động các cuộc tấn công vào Nga. Theo hãng thông tấn TASS, vào ngày 16 và 17 tháng 5, Ukraine phát động một cuộc tấn công lớn bằng UAV và thuyền không người lái vào Crimea, tỉnh Krasnodar và các khu vực khác của Nga. Một lần nữa, chúng tôi muốn cảnh báo rõ ràng với Mỹ, Anh, Liên minh châu Âu, các nước khác của phương Tây, cũng như Ukraine rằng họ đang đùa với lửa. Nga sẽ không để yên cho những hành động xâm phạm lãnh thổ Nga, bà Zakharova nói. Theo bà Zakharova, có thể thấy rõ bóng dáng của Mỹ và Anh đằng sau những cuộc tấn công dã man của Ukraine. Họ không chỉ cung cấp cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tên lửa tầm xa hơn và vũ khí hạng nặng mà còn cho phép sử dụng chúng để chống lại Nga, khiến xung đột leo thang hơn nữa, người phát ngôn này nói thêm. Ông Zelensky, tình hình kha kiếp khó khăn nhưng trong tầm kiểm soát. Chiến sự Nga-Ukraine vẫn rất căng thẳng trong bối cảnh các cuộc giao tranh ở tỉnh Kharkiv đang diễn ra vô cùng ác liệt. Ngày 16 tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến tiền tuyến tỉnh Kharkiv và nhận được báo cáo từ các chỉ huy quân sự về tình hình chiến trường ở tỉnh này, theo tờ The Kyiv Independent. Ông Zelensky cho biết ông đã nhận được báo cáo chi tiết về tình hình từ Tổng tư lệnh Ukraine, ông Oleksandr Sysky, chỉ huy nhóm tác chiến Kostitsia, ông Yuri Sodol và chỉ huy nhóm tác chiến chiến thuật Kharkiv, ông Mikhailo Drapazi. Tình hình ở Kharkiv nhìn chung đã được kiểm soát, binh sĩ của chúng tôi đang gây tổn thất đáng kể cho quân đội Nga. Tuy nhiên, tình hình vẫn còn khó khăn, chúng tôi đang tăng cường các đơn vị của mình, ông Zelensky nói. Tổng thống cũng nhận được báo cáo từ người đứng đầu cơ quan tình báo Ukraine về kế hoạch tấn công của phía Nga. Ông Zelensky cho biết Kyiv đã lên kế hoạch hành động tiếp theo cho cả chính quyền khu vực Kharkiv và tất cả các cơ cấu an ninh trong khu vực. Ông Zelensky tới Kharkiv trong bối cảnh Nga phát động cuộc tấn công mới vào tỉnh này từ hôm 10 tháng 5 đến nay. Các lực lượng Moscow đã tập trung nỗ lực vào hướng Lipsy và Vovchanh, hai khu định cư cách biên giới vài km về phía nam. Theo thông tin mới nhất, giao tranh ác liệt đang diễn ra ở vùng ngoại ô phía bắc Vovchanh. Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, ông Zelensky nói rằng một trong những mục tiêu của Nga hiện nay là cơ sở hạ tầng khí đốt ở miền Tây Ukraine. Ông Zelensky cảnh báo thành công của Nga ở đó có thể khiến toàn bộ an ninh năng lượng của châu Âu bị đe dọa, đồng thời kêu gọi Thủ tướng Tusk cùng nhau tìm cách giải quyết thách thức này. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng toàn bộ chiến trường vẫn đỏ lửa ngày đêm. Lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục bảo vệ các khu định cư biên giới và nỗ lực ngăn chặn quân Nga tiến sâu vào lãnh thổ Ukraine. Theo bộ này, trong ngày 16 tháng 5, hai bên lực lượng đã có 23 cuộc giao tranh. Các lực lượng Nga đã thực hiện 2 cuộc tấn công tên lửa, 4 đòn không kích và 48 lần tấn công quân Ukraine bằng UAV. Phía Nga còn bắn 564 phát đại bác vào các điểm tập kết của các lực lượng Kyiv. Một nguồn tin tình báo quân sự chia sẻ với The Kyiv Independent rằng các máy bay không người lái UAV do Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine HUR điều hành đã tấn công các cơ sở của công ty sản xuất vũ khí Basan trong đêm 16 tháng 5. Basan được cho là doanh nghiệp quốc phòng chính sản xuất và cung cấp vũ khí, đạn dược cho lực lượng lục quân, không quân và hải quân Nga, có trụ sở chính tại Moscow. Các cơ sở sản xuất của công ty này đặt ở tỉnh Tula, Nga. Nguồn tin không nêu rõ quy mô hậu quả của cuộc tấn công. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!